Chúng ta đang nghe tập 4 của chuyện Cô vợ xấu xí gả thay cậu mặc cưng vợ như trứng. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, anh đưa bố mẹ về còn bản thân lái xe tới nhà riêng. Hứa bác thần đi tới ban công tựa mình vào lan can châm vội một điếu thuốc. Mùi hương dẫu biết độc hại nhưng lại gây nghiện này làm anh khó có thể từ bỏ. Khói thuốc cũng theo hơi thở mà thoát ra ngoài không khí vẽ lên một bóng hình quen thuộc hai ngày nữa sẽ nhanh thôi quả thực thời gian này gấp gáp quá gấp đến nỗi bây giờ đây cô đang ngồi trên bàn trang điểm với chiếc váy cưới anh tùy tiện chọn hôm trước ngắm nhìn bản thân trước gương cô chẳng thể vui vẻ nổi chiếc váy kia cũng nhanh chóng được ướm lên người trong mắt hứa bắc thần có lẽ nó chỉ là một chiếc váy rẻ tiền nhưng với cô nó lại thật kiêu xa kiêu xa tới mức trương mộc thiên cảm thấy bản thân không xứng khi cô sách váy bước về phía anh đã là chuyện của hai tiếng sau khách khứa bên dưới rất đông tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên chúc mừng bố mẹ anh nhìn hai đôi trẻ khẽ bật cười thành tiếng đây chính là điều mà ông bà muốn thấy nhất cuối cùng nó cũng trở thành sự thật trái ngược với biểu cảm vui vẻ của mọi người tâm trạng hứa bắc thần hiện tại vô cùng phức tạp mặt anh chẳng biểu lộ một chút nào gọi là hứng thú với chuyện này vốn dĩ cứ nghĩ cưới một cô gái khác sẽ lay động được Diệu Hy nhưng nhìn xem. Đến một động tĩnh còn chẳng thấy, ánh mắt vô tình chạm vào trên khuôn mặt của Trương Mộc Thiên. Anh càng cảm thấy chán ghét, lẽ ra người sánh vai với anh hôm nay là Diệu Hy chứ không phải một kẻ hám danh hám lợi như Trương Mộc Thiên. Cô dâu và chú rể hãy trao nhẫn cho nhau để thể hiện tình yêu trăm năm hạnh phúc nào. Một cặp nhẫn chuẩn bị vội vã, không hoa văn, không họa tiết được mở ra, cô đưa tay lấy một chiếc đeo lên ngón áp út cho anh bên dưới tiếng vỗ tay reo hò vang lên chúc mừng đến lượt anh anh nhìn chiếc nhẫn rồi cố tình nán lại lâu hơn một chút sau đó thất vọng nhìn xuống phía dưới sân khấu có phải thật sự cô ấy sẽ không tới không bóng dáng đó chẳng lẽ hứa bắc thần lập tức đánh rơi hộp nhẫn cưới anh lao xuống phía khán đài chạy về hướng có nghi vấn kia Hạo Nam chạy vội cản anh lại, hứa bác thần, cậu nên nhớ hôm nay là ngày cưới của cậu và Nancy. Người khác không liên quan đến, tất cả đều là quá khứ rồi. Cậu không được bỏ cô ấy lại một mình, cậu có nghe không? Hạo Nam, cậu bỏ ra, tôi không quan tâm, người kia chắc chắn là cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ tôi, Hạo Nam nghe những lời anh vừa nói thì tức giận cho anh một cú đấm với anh mà nói trương mộc thiên từ nhỏ đã rất khốn khổ rồi tại sao đến khi lớn ông trời lại để cô ấy va phải một người lụy tình như hứa bắc thần chứ mọi thứ đều trở nên hỗn loạn ai cũng đều thắc mắc khó hiểu hành động của chú rể nên tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn dần anh không để tâm đẩy hạo nam ra rồi chạy về phía bóng hình kia để xác nhận chỉ là anh nhận nhầm thật rồi cô ấy thật sự không để tâm đến anh cô ấy đã bỏ đi hứa nguyên hoàng thấy con trai vẫn còn mê muội ả à. diễn viên kia thì tức giận lập tức bắt anh quay trở lại hoàn thành nghi thức nhưng anh không nghe lời bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người